xin phép cho Thanh Liên và Mỹ Hạnh thay thế những người con ở trong gia đình dựng lên một lớp trích đoạn cái lương hậu phản với tiểu sử các con báo hiếu. Trước khi trình diễn xin phép được nói lên ba hồi trống lệnh. Yeah.
em trường đã thẳng gia đình ta có điều chi hệ trọng. Hoàng Nguyên, sao đã ba năm qua quân chân quay về bờ nơi già đàn, ba người đôi mắt chờ mong đưa con đi đâu xa nhà mà dầm lê trước chân bờ mi. Hoàng Nguyên, hãy quân nói đi. Rời xa quê hương nhớ thương trong lòng, nghe nặng môi khóc thầm, mình luôn nhớ thương về nhà, mong chờ ngày nước non mang hiến. Hôm nay mỗi ra điều gì không biết quê nhà xảy ra điều gì, bên đây hết bình tĩnh và nghe em nói những gì mọi người có nói rõ chứ không biết thở. Tình cảm của cha, tôi đã có nhận ra cái tình thương đó.
đây cũng là lúc các con bắt đầu làm cha làm mẹ. Các con phải bươn chải về dòng đời để chăm lo hạnh phúc của gia đình. Nên anh em cô không nhận vui cha mẹ như lúc con bé nhỏ. Nhưng cha ơi, cha lúc nào các con cũng đành giảng giấy cận trời. Cho cha với mẹ được nhiều sức khỏe để gương niềm vui ở con ở cháu. Cho các con biết rằng ơn sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Dù các con có trả hết cuộc đời này thì cũng không làm sao trả được. Cha ơi, cha đã từng nói với mẹ rằng bà ơi, tôi và bà đã lo lắng cho các con đến ngày vốn lớn. Vì giờ đây tôi sẽ nắm tay bà đi hết quãng đường còn lại để nhìn đạt cháu theo ông hồn bên người. Là người của cha ngày nào được nhận nhận đó. Hôm nay cha bỏ mẹ như cái cũ mà cha đã đi mãi mãi. Để những buổi cơm chiều rộng lớn, mẹ, các con, các cháu đừng còn nghe tiếng nói tiếng cười của cha nữa mà thấy giàu đó. Hãy giờ mẹ là làm người hương như hương. Mẹ nhìn gì anh của cha mà tuôn rơi dòng lệ. Sao cha ngờ lòng nào mà mẹ giờ gặp đứa mà cha đã biến mãi mãi. Xuôi gia xuôi nghĩa, nội ngoại hai bên, tình làng nghĩa xóm, thân bằng quyến thuộc và tất cả ông bà cô bác anh chị em có mặt trong buổi tang lễ ngày hôm nay. Hôm nay chồng, cha và ông của gia đình chúng tôi đã cởi hạt quy tiên về làm tôn chính đức Phật. Bắt đầu từ giây phút này đây, anh chị em tôi đã dịch diện mất đi người cha và các con hằng tôn kính. Chắc cháu đã mất đi một người ông thân thương mà người đau khổ nhất đó chính là mẹ của con. Chỉ kể từ ngày hôm nay, mẹ đã dịch diện mất đi một người bạn mà suốt mấy chục năm trời sống trong tình chồng nghĩa vợ. Còn họ hàng cô bác nội ngoại gần xa cũng đã dịch diện mất đi người em, anh, chú, cậu và bác. Người trong cái dịch diện sẽ đi không bao giờ trở lại. Ông bà cô bác ơi, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau này. Không có nỗi mất mát nào bằng nỗi mất mát này. Giây phút này là giây phút mới. Hai con sẽ đại diện cho toàn thể tất cả con cháu trong gia đình đứng trước bộ áo quan của cha, xin ra ba chung rượu lạc. Chung thứ nhất, gia đình của chúng con cũng xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương sở tại, hội người cao tuổi, ban ngành đoàn thể, xuôi gia xuôi nghĩa, từng làng nghĩa xóm và tất cả ông bà cô bác anh chị em suốt mấy ngày qua cũng đã về đây thắp hương chia buồn cùng với gia đình. Thâm ân đó, nghĩa cử đó, gia đình của chúng con không bao giờ quên được. Tăng gia bối rối thì chắc hẳn không làm sao tránh hết những điều sai sót. Kính mong tất cả ông bà cô bác anh chị em đều tình bộ qua cho và xin đón nhận gia viên của chúng con chung rượu này gọi là cảm tạ. Còn đây là chung thứ hai, toàn thể trong gia viên của chúng con cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các chú, các cậu, các bác, các anh đã tiếp lễ phía trước. Các cô, các dì, các mợ, các chị đã nấu nướng phía sau giúp cho phần tang lễ của chồng, ông và cha các con thêm phần đáng nhớ.
và lắm trong. Và xin bán được giáo viên của chúng tôi chương trình này. Còn đây là trong thứ ba, đồng thể trong giáo viên của chúng tôi cũng xin gửi lời sâu sắc đến cơ sở mai táng hai cứu trên bảy hồng đảm trách cùng anh em nhạc lễ đội ân công đội kèm tay. Gia đình của chúng tôi cũng xin gửi lời tri ân đến quý sư quý thầy suốt mấy ngày qua cùng đã đại gia quan lâm về đây tụng cho chồng ông và cha các con dựng thời kính, giúp cho hương linh của cha con sống được cao tăng Phật quốc. Và xin báo dựng gia viên của chúng con trung vụ này. Gia viên của chúng con cũng xin nhân thành cảm ơn tất cả ông bà cô bác anh chị em đã thương gia đình chúng con về đây tiễn chồng ông và cha các con về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi đưa chồng ông và cha các con về nơi an nghỉ cuối cùng xong, mẹ và anh chị em tôi cũng xin kính thần ông bà cô bác trở lại mái ấm gia đình, dùng với gia đình của chúng con ly rượu chén trà cho mẹ và anh chị em cô có đôi lời tri ân và cảm tạ trước tấm thâm tình cao cả của bà cô bác. Không biết chừng nào gia đình cũng mới đền đáp được về giờ hai con. Xin thay mặt cho toàn thể trong gia quyến xin gửi đến bà con cô bác giới hài lại đây. Yeah.